Xin chào các bạn. Vậy là chúng ta đã đi đến những ngày gần cuối của năm 2018 rồi. Chắc hẳn là ở khoảng thời gian này thì các bạn luôn mong chờ những bài viết tổng hợp về các sản phẩm nổi bật trong một năm qua để coi là một nguồn tham khảo hay đơn giản là để ngồi thảo luận và đánh giá về chúng. Vậy thì hôm nay mình xin được gửi tới các bạn top những sản phẩm gaming gear nổi bật của năm 2018 theo nhiều cách khác nhau. Bản thân mình chưa được trải nghiệm quá là nhiều các sản phẩm gear, cho nên mình đã nhờ tới sự trợ giúp của các bạn đồng nghiệp là những người chơi gear thực thụ để giúp mình đưa ra được các sản phẩm nổi bật trong năm 2018. Mình đã tổng hợp lại và chia chúng thành 4 nhóm khác nhau, đó là các sản phẩm sáng tạo nhất, sản phẩm bất ngờ nhất, sản phẩm gây thất vọng nhất và đương nhiên là không thể thiếu sản phẩm tốt nhất rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, mình xin đưa tới các sản phẩm sáng tạo nhất trong năm qua. Đây là những sản phẩm được ra mắt trong năm 2018, có những cái điểm sáng tạo về mặt thiết kế hoặc là về mặt công nghệ, nhưng điểm chung thì chúng đều là các sản phẩm tốt. Về chuột thì mình xin gửi tới hai chú chuột, đó là Razer Mamba Hyper Fluff và SteelSeries Rival 600. Với chú chuột Razer thì nó được sử dụng cái công nghệ là không dây không cần pin, tức là nó cho phép toàn bộ bàn di chuột tạo ra một cái trường điện từ có thể cung cấp điện trực tiếp vào chuột, nên là bạn hầu như không phải sạc pin bằng tay. Cùng với đó là cái trọng lượng của chuột rất là nhẹ, chỉ có 96g, và đây cũng là hãng duy nhất trên thế giới sử dụng cái công nghệ này. Với Rival 600 thì nó có cái công nghệ mắt cảm biến theo dõi độ sâu, tối ưu mức lip off nên là kiểm soát chuột tốt hơn và ổn định hơn. Ngoài ra, cái hệ thống tạ hai bên sẽ giúp các game thủ có thể tùy biến trọng lượng và độ cân bằng theo 256 cách khác nhau. Về bàn phím thì không thể không nhắc tới chiếc bàn phím Ducky Year of the Dog, là chiếc bàn phím đặc biệt với các họa tiết để chào mừng cho năm Mậu Tuất này. Được kết hợp với các nghệ nhân xăm hình đã tạo nên các họa tiết chính của phím mang phong cách phương Đông rất đẹp và tỉ mỉ. Hệ thống LED RGB thì không được sáng xuyên qua keycap như bình thường, nhưng lại sáng rất mạnh qua khe giữa các phím nên tạo nổi bật được họa tiết lên. Đây hoàn toàn là một sản phẩm nên có trong list của các bạn tuổi Tuất hoặc đơn giản là yêu thích phong cách phương Đông. Đến với tai nghe, chúng ta có thể nhắc tới chiếc SteelSeries Acid Pro Wireless. Đây cũng là cái tai nghe đắt tiền nhất hiện nay của SteelSeries với trị giá là khoảng 10 triệu đồng. Nhưng mà đây không phải là cái điểm sáng tạo của nó đâu nhé, mà nó nằm ở cái công nghệ trang bị hai cục pin hai bên tai có thể tháo ra sạc luân phiên, đảm bảo là không bao giờ ngừng sử dụng cả. Màng loa thì đạt chuẩn Hi-Res Audio nên thể hiện được tối đa chất lượng của các file nhạc low-lit cao cấp. Sử dụng được cả hai công nghệ không dây là wireless và Bluetooth để bạn thuận tiện sử dụng cho cả điện thoại hoặc là máy tính. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhắc tới các sản phẩm bất ngờ nhất. Tại sao lại là bất ngờ? Bởi vì đây là những cái sản phẩm không được quảng bá quá là rầm rộ trên các phương tiện truyền thông. Vậy nên nếu mà các bạn không theo dõi nhiều về thông tin công nghệ thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ lỡ mất những sản phẩm rất là tốt này. Đầu tiên là về chuột, đó là chiếc Logitech G502 Hero. Chú chuột này thì được ra mắt một cách rất là bất ngờ và âm thầm, không hề nhá hình hay thả thính gì cả, bởi vì G502 thì đã quá là nổi tiếng và cái sự thay đổi ở phiên bản này chỉ là nâng cấp mắt cảm biến lên Hero 16.000 DPI thôi. Dù vậy thì cuối cùng nó vẫn được bán rất tốt, trong khi giá thì tăng lên những 300.000, nhưng mà bởi vì cái tên G502 thì đã quá là nổi tiếng trong giới game thủ và những người yêu công nghệ rồi. Sản phẩm tiếp theo cũng được ra mắt rất là âm thầm và bất ngờ, đó là tai nghe Kingston HyperX Cloud Earbud. Bởi vì khi mà chúng mình nhận được sản phẩm này để test và tìm kiếm nó trên mạng thì không hề có bất kỳ một thông tin hay hình ảnh gì của nó cả. Đây là cái chiếc tai nghe in-ear đầu tiên của HyperX và với chất lượng âm thanh đáng ngạc nhiên bởi vì là nó quá tốt, cùng với microphone chất lượng thu âm cũng tốt nữa mà mức giá thì lại không hề quá đắt, cho nên không khó hiểu khi mà hiện tại nó đang được bán rất chạy tại Hà Nội Computer. Sản phẩm thứ ba ở nhóm này đó là chiếc bàn phím IKBC CD108 Bluetooth. Nó bất ngờ không phải bởi vì sự ra mắt âm thầm mà đơn giản là bởi vì nó quá tốt so với giá thành của nó. Đây là cái bàn phím tới từ thương hiệu Đài Loan nổi tiếng với chất lượng là ngon bổ rẻ và được đầu tư Bluetooth giống như là Fico Majestic Cover Table 2 cao cấp vậy, trong khi giá thành lại rẻ hơn nhiều và vẫn giữ được cái chất lượng tốt chứ. Chúng ta đã vừa điểm qua được 7 sản phẩm khác nhau, nhưng mà toàn là khen đúng không? Mà đã có khen thì phải có chê. Vậy thì bây giờ mình sẽ đưa tới những sản phẩm mà theo mình thấy đó là đáng thất vọng nhất trong năm 2018 này. Đầu tiên phải kể tới đó là chú chuột Corsair Duckcore Wireless. Nó có cái thiết kế quá là to và cục mịch nên là rất kén người dùng, kiểu là cần phải có tay cực to thì mới có thể cầm nó thoải mái và chơi game tốt được ấy. Trọng lượng cũng rất là nặng nề, 128g, đồng nghĩa với việc là bạn không thể vẩy chuột một cách thoải mái được. Thêm nữa là cái nút bấm rất là lỏng lẻo và kém nảy nên là cảm giác spam click rất là khó chịu. Cả công nghệ sạc không dây thì cũng phải di chuột ra góc phải của pad thì mới sạc được. Sản phẩm này mình nghĩ vẫn có người lựa chọn, đó là bởi vì ngoại hình rất là hầm hố và nổi bật khi mang đi, còn về cái chất lượng và cảm nhận dùng thì khá là thất vọng.
Chiếc bàn phím mà gây thất vọng nhất đó là SteelSeries Apex M750. Nó sử dụng cái công nghệ Swift mới nhất do SteelSeries phát triển tên là Quick 2 và mang lại cái cảm giác không hề tốt, độ đàn hồi cũng không được cao. Hệ thống LED của nó thì hiệu ứng không đẹp và cũng chuyển động không được mượt mà nữa. Build quality thì cũng ọp ẹp và mang cái cảm giác không chắc chắn, nên là cảm giác là bàn phím thì hơi rẻ tiền, mặc dù là giá thành của nó thì không hề rẻ chút nào. Sản phẩm cuối cùng có cho mặt trong top đáng thất vọng này đó là tai nghe Kingston HyperX Cloudfly. Nó có cái chất lượng âm thanh rất là tốt, xứng danh với nhà HyperX. Cảm giác đeo thì khá là thoải mái, gập vào cổ dễ dàng. Tín hiệu không dây cũng ổn định nữa. Thời lượng pin thì dài, thậm chí là có thể tắt được LED để tăng được thời lượng pin lên. Microphone chất lượng thu âm cũng tốt. Mà khoan, có thể các bạn nghĩ là mình đang nhầm đúng không? Một sản phẩm tốt như vậy tại sao lại xếp ở trong những sản phẩm đáng thất vọng? Bởi vì lý do duy nhất của nó đó là nó chưa được bán chính thức ở Việt Nam. Và lý do mà chúng mình biết là nó tốt như vậy là bởi vì đồng nghiệp của mình đã được trải nghiệm nó ở sự kiện Computex Đài Loan hè vừa rồi. Vậy nên nếu các bạn yêu thích chiếc tai nghe này và mong muốn sở hữu chúng thì chỉ có một cách, đó là đặt hàng xách tay và phải đương đầu với cái rủi ro là không được bảo hành. Vậy nên mình rất là hy vọng rằng trong thời gian tới thì chiếc tai nghe này sẽ được bày bán chính thức ở Việt Nam để có thể đến được với nhiều người dùng hơn. Và cuối cùng, phần mà các bạn đã mong chờ từ đầu đến giờ đó là những cái sản phẩm tốt nhất trong năm 2018. Mình lựa chọn những sản phẩm này đương nhiên là bởi vì chất lượng của nó rất tốt, cùng với đó là cái giá thành phải chăng để nhiều người đều có thể sở hữu được các sản phẩm này. Đầu tiên đó là chú chuột Fulon G90 Evo. Điểm đáng khen nhất của nó là việc sử dụng cái mắt cảm biến Pixart 3360, nền tảng của các mắt đọc cao cấp nhất thế giới hiện nay như là 3389, 3366, 3367. Trong khi mức giá thì chỉ có 699.000 đồng. Cái nút bấm công nghệ 500 độc quyền của Fulon có tuổi thọ gần như là bất tử. Khi spam click trong khi chơi LOL hay là Dota thì không hề bị lo double click. Trọng lượng rất là nhẹ, chỉ có 85g nên rất hợp để chơi với game FPS. Đi kèm với nó là thiết kế công thái học hợp lý nên kiểm soát khi chơi game cũng tốt nữa. Về bàn phím, chúng mình lựa chọn DUDK880. Đây là chiếc bàn phím cơ mới được ra mắt trong năm 2018 này và được đánh giá là đối trọng với Fulon M87S. Chiếc bàn phím này thì có cả LED RGB, thiết kế đơn giản, cơ bản, phông chữ sắc nét và quan trọng là nó có cả 3 loại switch cơ học là Blue, Red và Brown để cho các bạn thoải mái lựa chọn. Và với mức giá rất rẻ chỉ có 699.000 mà các bạn đã có thể được trải nghiệm giống như là những cái bàn phím cao cấp. Thế nên nó hoàn toàn xứng đáng là chiếc bàn phím cơ với giá thành thấp, tốt nhất và đáng mua nhất dành cho các bạn. Sản phẩm mà xuất sắc tiếp theo cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong deal lần này, đó là chiếc tai nghe Corsair HS50. Được ra mắt trong năm nay, đây là cái mẫu tai nghe chơi game giá rẻ nhất tới từ Corsair với giá là 1.599.000 đồng và cũng là cái tai nghe mà có chất lượng âm thanh tốt nhất trong tầm giá này. Âm thanh của nó thì trong trẻo, độ chính xác, âm trường thì đều được tái hiện khá tốt, thiết kế thì đẹp mắt, ấn tượng, cảm giác đeo rất là thoải mái, nhẹ nên là rất tiện dụng để chơi game. Microphone có thể được tháo rời và để thuận tiện mang đi mà không hề bị lo gãy hỏng khi di chuyển. Thế nên nếu các bạn mà đang tìm kiếm một chiếc tai nghe chơi game với mức giá vừa phải, có âm thanh tốt, thiết kế đẹp, lại thuận tiện nữa thì đây hoàn toàn là sự lựa chọn đúng đắn dành cho bạn đấy. Vậy là mình đã vừa kể tên được 13 sản phẩm gaming gear khác nhau nổi bật trong năm 2018 theo nhiều khía cạnh, cả tốt lẫn xấu. Ở mỗi tiêu chí, các bạn có đồng ý hay là phản đối với các sản phẩm mình đưa ra hay không? Hãy để lại comment ở phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Và ngoài chiếc tai nghe HyperX ở Cloudfly ra thì tất cả các sản phẩm còn lại đều đang được bán chính thức tại Hà Nội Computer. Hy vọng rằng là trong dịp năm mới sắp tới và nhất là dịp Tết Nguyên Đán đến gần, các bạn có thể coi đây là một nguồn tham khảo để lựa chọn cho mình được những sản phẩm ưng ý nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.